Chuyện Bình Tật chết đến mức bị động vật động kinh của Như Quỳnh khiến nhiều người xót xa. Mỗi lần bị chết, tụt canxi là chị lại bị giật động kinh, phải sử dụng thuốc nhiều nên tội nghiệp chị lắm, Trấn Thành chia sẻ. Không chỉ ngợi khen giọng hát của đàn chị, Trấn Thành còn ra sức bảo vệ Như Quỳnh trước ý kiến chê giọng cô bây giờ không còn hát hay như trước nữa. Bên cạnh đó, Trấn Thành tiết lộ lý do sức khỏe vẫn đến với việc giọng ca của Như Quỳnh bị ảnh hưởng trong một số thời điểm. Đó là việc phải bị sử dụng quá nhiều thuốc ngủ vì điều trị chứng động kinh. Những thông tin Trấn Thành chia sẻ khiến nhiều người lo lắng và xót xa. Có một số lần chị Như Quỳnh hát live mà có vấn đề là do chị Như Quỳnh bị chứng mất ngủ. Chị ấy uống thuốc ngủ quá nhiều nên thanh quản gặp vấn đề. Mỗi lần bị chết, tụt canxi là chị lại bị giật động kinh. Phải sử dụng thuốc nhiều nên tội nghiệp chị lắm. Chị Như Quỳnh được nghỉ ngơi đầy đủ thì chị hát rất xuất sắc. Trấn Thành đã qua gặp chị ở Mỹ rồi. Chị ấy hát live, nói thật chứ âm thanh hay khủng khiếp. Cái âm thanh bắn ra đẹp, trau chuốt, nên ai nói Như Quỳnh hát dở, không còn hay nữa, là dẹp cái tư tưởng đó đi nha, hát rất hay luôn. Chỉ có vấn đề là lâu lâu, chị điều trị bệnh, hay phải bay đi bay lại nhiều, chừng đến mất ngủ, phải ai bị mất ngủ mới biết được thương chị ấy. Trân Thành thấy tội cho chị ấy lắm. Bà ấy ngoài đời dễ thương, duyên dáng, hiền lành. Mặt bà ấy như con búp bê, nhìn mặt là thấy cưng liền hòa. Nhiều khi đến địa điểm diễn, tôi chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi trước khi lên sân khấu, nhưng vẫn phải cố gắng chợp mắt để có sức khỏe, đảm bảo không bị khan tiếng, cô nói. Còn vì chứng bệnh động kinh, em trai danh ca Như Quỳnh cũng từng tiết lộ, anh nói cách đây khoảng 8-9 năm, chị Quỳnh bị kiệt sức vì quá chú tâm vào công việc. Có mấy lần ra sân bay để đi lưu diễn, chị tôi ngất rồi bị chuyển vào viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán là bị động kinh. Thực ra bệnh này chị tôi mắc từ nhỏ, nhưng vì cuộc sống quá căng thẳng nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Tôi và gia đình cũng đã có lúc muốn chị nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn rồi mới đi hát kiếm tiền, nhưng chị tôi một mực không muốn. Chị Như bảo, trời sinh ra, chỉ để chị làm một công việc duy nhất là ca hát, dù bệnh thế nào cũng phải đi.